Các bạn mà áp dụng được các quy trình và cho trẻ khám phá quy trình đó một cách sâu sắc, sau đó mới đi thực hiện, thì đảm bảo trẻ con nó nhận được rất nhiều giá trị và cô giáo rất nhàn. Bản chất của mô hình 5E là khám phá. Cứ bắt đầu những tiết học nào bằng chữ khám phá, điều tra, tìm hiểu thì các bạn áp dụng mô hình 5E cho cô. Kể cả là khám phá một cái mẫu nào đấy, là tiết tạo hình các bạn cho khám phá một cái bức tranh mẫu rồi cho trẻ con nó làm theo mẫu thì vẫn là khám phá. Hay khám phá một cái quy trình rửa tay đúng cách, khám phá cái quy trình làm bánh trôi. Các bạn mà áp dụng được các quy trình và cho trẻ khám phá quy trình đó một cách sâu sắc, sau đó mới đi thực hiện thì đảm bảo trẻ con nó nhận được rất nhiều giá trị và cô giáo rất nhàn. Còn không các bạn cứ dạy mẫu làm mẫu mấy lần xong mất hết được thời gian của trẻ con. Cứ cái tiết nào là tiết khám phá thì các bạn áp dụng 5E nhé. Ví dụ như là tiết khám phá công việc của chú bộ đội hay là khám phá cảnh đẹp quê hương thì có dùng STEAM được không? Dùng STEAM ý, mô hình 5E, các bạn nhớ một cái từ là trải nghiệm. Khám phá về cảnh đẹp quê hương thì có được trải nghiệm không? Nếu có thì nó có thể ứng dụng STEAM, nếu không thì không được. À, hay có bạn hôm trước hỏi cô là cô em dạy tiết khám phá cái máy bay, khám phá cái gì mà nó phải được trải nghiệm sờ thấy, nghe thấy, ngửi nhìn thì lúc đấy mới làm 5E. Khám phá cách sử dụng các công cụ dụng cụ, khám phá thiết bị, khám phá cái cách đội mũ bảo hiểm, khám phá cách sử dụng dao, đấy là khám phá công nghệ đấy. Cái gì mà nó phải được trải nghiệm sờ thấy, nghe thấy, ngửi nhìn thì lúc đấy mới làm 5E. Khám phá khoa học này, khám phá công nghệ chính là khám phá cách sử dụng các Đó thiết phải. bị, khám phá về cái quy trình để làm ra một cái cốc bằng sứ, cách mà bác công nhân đã làm ra cái cốc này như thế nào, khám phá loại hình nghệ thuật ca trù, khám phá cái nghệ thuật làm tranh từ những miếng kép, đấy là khám phá nghệ thuật, hay là khám phá các tác phẩm văn học như là truyện cổ tích, khám phá tác phẩm âm nhạc cổ điển. Ví dụ như nhạc Mozart, nhạc Beethoven, khám phá loại hình nghệ thuật múa ba lê. Đấy, những cái điểm cô mở rộng ra các bạn cho vào đề tài đi thi giáo viên giỏi hay là các bạn cho vào đề tài tha hồ đổi mới. Mình cứ quanh đi quẩn lại khám phá khoa học, khám phá xã hội. Khám phá xã hội thì rộng ơi là rộng, khoa học cũng rộng ơi là rộng. Nhưng nghe mấy cái khám phá đấy chúng mình đã thấy nó gần gũi cuộc sống của đứa trẻ hơn chưa? Khám phá các gì? Các loại hình kiến trúc. Các loại hình kiến trúc trong việc xây những cái tòa tháp. Và nếu mà làm những cái tiết khám phá đấy thì mình làm ra mô hình 5E. Hay gần hơn với những gì các bạn làm ở trường này. Khám phá bông hoa, khám phá con gà, khám phá các loài động vật sống trong nhà. Khám phá cơ thể của tôi, khám phá cái mũi, khám phá các loại đồ dùng dụng cụ nấu ở trong nhà bếp. Đấy, tất cả những bước tiết học đấy là mình đều áp dụng được 5E. Cứ tiết nào bắt đầu bằng chữ khám phá, hay ở nhà trẻ mình có tiết nhận biết tập nói, hay nhận biết phân biệt, mình áp dụng 5E được.